Các em sau khi tuần thứ nhất, xong nữa tuần thứ hai, tuần thứ tư, tuần thứ ba là nói được như vậy. Và tuần thứ tư là graduation, chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp. Và chị muốn là trong chiều nay là buổi đầu tiên cho em là luyện tập khả năng chia sẻ sách. Hãy rút ra 3 điều, chỉ 3 điều mà em thấm thía nhất với bản thân em và phải giải thích cặn kẽ tại sao như vậy. Và sau khi biết điều đó thì em sẽ thay đổi như thế nào trong cuộc sống của em, có ăn uống, học hành và mọi thứ. 3 điều. Và các bạn khác có thể, chị rất là khuyến khích các bạn khác đặt cái opinion question cho em. Và một người đầu tiên sẽ đặt chính là cái người mà em take care cho người đó. Ví dụ như là số 2 lên trình bày thì số 1 phải đặt câu hỏi, số 5 lên trình bày thì số 6 phải đặt câu hỏi. Ok. Người thứ hai đó là người được người đó take care, tức là số 2 lên trình bày, số 1, số 3 phải đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi gì hợp lý nghe. Nên em phải rất là chú tâm vào những cái đó. Và opinion question chứ không phải là những câu hỏi xa xôi, mà là ý kiến của em là gì. Và chị muốn nghe cái phần reflection rất là sâu trong bản thân của em, chứ không phải là tóm tắt nội dung. Chị không cần tóm tắt nội dung. Nội dung nó nghe 200 đứa nó chia sẻ tới chị biết hết rồi. Và tất cả mọi người đều đây như vậy. Chị muốn nghe em học được gì từ đó. Cho tất cả mọi người hôm nay đúng 1:30 sharp mình có mặt ở đây và bắt đầu là record. Chiều nay chị phải run cái việc này. Mới cũ, cả mới cả cũ. All the body. Ok. Rồi bây giờ các em có thể về khóa 6 bàn ở lại đây. Để chuẩn bị cho tiến em chỉ cần bài đó là được rồi. Bây giờ tiến quay lại nhập với lớp bên kia học lại phần âm như chắc cho chị. Âm từ thật là chắc cho chị. 6 bàn quay lại đây.